Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị và bà Sa Đức Huy chào tất cả các anh nhé. Đây này, đây anh Tám chủ nhà. Hôm nay anh dẫn các anh rồi bà Sa Đức Huy đến thăm vườn anh. Thì xin kính thưa quý vị, bà Sa Đức Huy sẽ bật mí là đây một vườn cây rất đẹp của anh Tám tại Phả Lại, thành phố Chi Linh, Hải Dương. Và quý vị đây, quý vị hãy nhìn đây, xem là có đúng như cái lời bonsai đã huy tả không. Alo, người thì nhỏ nhưng mà đam mê cây thì cực lớn. Ui giời ơi, những cây vú sữa này, cứ mọi người cứ quay cái gốc cây này thì biết là cái độ đam mê chinh phục nó như thế nào. Vâng ạ, chỗ cây sung đấy, cái đam mê không lớn thì không thể mang về được. Đúng rồi. Ui giời ơi, quả là người phải rất rất là tâm huyết. Và để mọi người là nhìn chung thấy kích thước của cái bệ và gốc. Vâng ạ. Này quá là to mà anh cây đặt được ở khuôn viên này vừa đẹp mà lại hợp lý. Này anh ơi, anh ơi, cây vú sữa này là cây vú sữa ngoài Bắc hay là trong Nam? Ngoài Bắc mình ấy. Thế à? Ui giời ơi, cây vú sữa này bóng tàn đẹp như này này. Vâng, mọi người cũng là bây giờ là cái đẹp xu bác. Hướng là rất yêu si thế này. Cái si trồng trong cối đá là bây giờ nó to đến mức độ như thế này. Bây giờ nó to hơn cả cối rồi. Vâng. Mọi người cảm nhận về cái si thế nào. Đây là chủ cũ rồi nhá. Chủ cũ cái si này anh. Chủ cũ thì bây giờ là chủ mới bắt tay lại cái này chuyển nhượng lại cho nhau chơi. Vâng. Cùng một cái niềm đam mê. Yeah. Chuyển nhượng cho nhau. Vâng. Thế là các anh, chuyển nhượng cho nhau lâu chưa? Được 25 rồi. Hai được 25. Bóng cao gần 3 mét. Gần 3 mét. Ngoài kia nó đói. Đẹp, bóng tán làng đẹp thế. Cây này là đi mua 11 hay 12 giờ đêm đấy. 11. Nộc vừng này. 12 giờ đêm mấy anh em đi đây. À, quý vị đi, đi chi tiết một số tác phẩm của anh nhá, cây những cây rất rất quý của anh. Ui giời ơi, thế đây phải gọi là đại gia Tám ở đất này chứ còn gì nữa. Ui đây là chưa thua, đây mới một nửa thôi, còn một chỗ nữa. Dâu ui giời ơi. Anh Tám ơi, đẹp khủng khiếp nhỉ. Này là sau này điền. Sau này cái cây Phượng Vũ đi đâu là anh sẽ thay chậu, anh sẽ để gần ở đấy. Xứng Tám là siêu phẩm này. Cũng có một tí điền. Ui giời, thần nó lục lạc như này cơ mà. Về 8 cây này. Ui, nhìn được 25 nhá nhỉ. Nếu như mà cây này là ở nhà cháu nhá, là chính thức là được hơn 15 thì mà của cháu ở đấy cái 3 năm rồi. Đẹp quá. Nhiều ông gã mua cái này ông trọng nó chịu đó, ông anh cầm về chứ không chịu nữa. À các anh ơi, các anh ngắm cái trực này. Đây mới là cái trực đẹp này. Cây này là bóng của nó là ngày xưa. Ui giời ơi, quá. Nếu mở long thì sau này là anh sẽ đặt những cái cây long này nó sẽ vào những cái long khác. Vâng. Là cái sự đam mê ấy. Thời gian thế cây xanh dáng tùng là rất là một cái sự hot lúc đó. 2010. Quả thật bây giờ mọi người thì quý vị nhìn cái góc này thì hơi ngược sáng một tí nhá, nhưng mà cây trực này rất đẹp quý vị ạ. Phải đẹp lắm. Mời anh em là anh cân nhắc cái rễ buông kìa. Rồi. Rễ buông này có thể bỏ không có cũng được. Thì thôi được, có thích nhỏ đi được một phần. Bởi vì để cho nó nuôi cái thân chính này. Rồi. Cho nở thân chính này. Nếu tập trung đây là sẽ cái thân chính này sẽ bị ảnh hưởng. Đúng rồi. Nó không nở thân. Đẹp quá nhỉ. Ui giời, bông tàn anh làm mà cẩn thận thế nhỉ. Quá đẹp quý vị ơi. Đây đúng là quả một nhân tài ẩn giật đấy. Quá. Đây mới là đồ chất. Nhưng mà cốt là con long này hay ông ấy nhìn con long này nó có kinh điển. Không có. Cái long đây anh. Con này nó là thiên long hội tụ. Vâng. Cái này cũng ác nhỉ, cái long. Ác mà nó đều một đóng chuẩn long. Vành có đâu có đoạn này thôi nhá. Đoạn này thôi. Luôn này. Là 220 rồi, có đoạn này thôi. Đoạn này thôi.
nó đã 220 rồi. Vâng. Còn nếu đo đây thì mới là phải 500. Cái đoạn này đã 220 rồi. 2 năm nữa để mấy cây trồng cây tiêu cũng không ngại. Kết nó nên nát quá còn còn trong cả nhà đấy. Một cái lòng rất khủng nhá. Dễ xuyên qua nhà luôn. Trông cái này nó khác gì con hổ ông bạch. Vâng. Một cái lòng rất đẹp của anh. Giá trị đấy. Anh cứ cái nuôi cái mầm thở này anh ạ. Nó to anh lại cắt đi xong anh nuôi mầm mới. Tất cả đây là đây cái xi. Đây cái xi đẹp của anh đây này. Chưa còn gì nhiều. Quay đến nếu lên đến đội lên đến trần kia thì lên đến trần 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 thế à, còn trần trần nữa 100 cây bonsai anh ơi. Cái xi này là xi gì ấy nhỉ? Ở anh Tám ơi, đây là cái xi cổ ngày xưa à, giống gì giống xi cổ ngày xưa thôi, giống xi cổ ngày xưa thôi. Ngày xưa chỉ có xi quả này nó mới là đúng là xi cổ ngày xưa à. Thế à, quả mức độ nó nhiều này cơ mà đẹp nhỉ. Đây đây quý vị này, nghìn cây có một cây xi cổ. Đúng rồi. Xi búp đỏ nhìn đây là xi búp đỏ và nhưng lại xi quả. Vâng. Quả đỏ. Ừ. Đúng rồi, em cũng nhìn thấy cái giống này ít. Ít lắm. Ít ít. Đấy. Dạ. Đó, cái gì ạ? Đúng rồi. Dạ. Cái này cũng ở trên vườn anh chuyển xuống đấy. Cái này như cây xi kia. À. Thế anh Tám, anh ấy bắt hết đồ quý của anh còn gì á? Ông này ông yêu cây hơn mình cho nên là cây này nó được 15 năm. Vâng. Làm đá được 15 năm. Không bao giờ dưới 17 năm. Không, làm đá 15 năm. Đá đấy. 2006 2007. Làm chiếc chân đấy, làm chiếc chân trên trong. Hôm đấy nhà mình phụ đấy được bữa rượu. Được bữa rượu. Rồi, cứ cho quý vị cảm nhận dần. Rất nhiều bất ngờ ở vườn anh Tám đấy. Đây là cái vườn cây rất đẹp quý vị nhé. Tại Phả Lại, thành phố Chí Linh. Con này là khó chịu kìa. Ui rồi, đây đúng rồi. U này. Ui rồi. Đó là cái cơ địa của cây đấy. Cây long. Vườn này có khác vườn Giang không? Giang lấy đâu được cái này. Đẹp quá. Đấy là anh em mình vào cái vườn phụ đã ngưỡng mộ lắm rồi. Thế vào vườn chính này ngưỡng mộ như thế nào? Cái này của anh cũng đẹp thế nhỉ? Cây toàn cây là tỉ. Cái nét cột kèo đẹp quá này. Da nó sáng nhỉ? Cột kèo. Nhưng mà ở đây của anh được cái này nó cái ánh nắng tốt, dãi nắng. Nắng buổi chiều thôi, buổi sáng rồi thì có. Thế ạ. Nhà che hết. Nhưng mà cây này của anh Tám ạ. Ừ. Cái tàn bay hơi dài. Đang muốn nghịch một tí, hiểu không? Chứ còn là... đúng rồi chỉ cắt ở đây thôi nè. Lạ dòng ngắn thôi, cắt ở đây luôn. Nghe là lạ. cho. Nhưng mà thôi. Không, đến tầm này thôi. Tầm này thôi. Không, đã cắt thì phải lên hẳn đây luôn. Đây. Hẳn đến đây luôn. Vâng. Nhưng mà... nghịch nó lạ tí. Vâng. Làm nó lạ đi một tí. Vâng. Đây, cây đằng sau này. Cây đằng sau này khá già này. Cái đằng sau này... nhiều tác phẩm quý quá. Nhiều tác phẩm quý quá. Đây này, đây một cây ba thân đẹp cái này. Yeah. Ở nhà chơi thôi nhưng mà khác gì triển lãm đâu. Đúng rồi. Đẳng cấp. Cây này là cây thị anh nhỉ? Một cái thị đẹp thế nhỉ? Nhưng mà trước anh sẽ thách đấu cho cả Việt Nam luôn cái vối nữa cơ. Trước em nhìn cái giàn tay cái vối nữa. Cây vối à? Đây à? Ai già. Kinh khủng luôn. Đẳng cấp đấy. Thế này, à? Trước quay cái giàn tay của nó. Cây vối, cây thị lá giống nhau nhỉ? Cái này gần giống nhỉ? Đây quý vị chiêm ngưỡng cây vối. Cái giàn tay em gì có. Cái người mà chơi cây vối này
là cũng là một cái tinh thần độc đáo. Kính thưa quý vị là đây một cây vối gần như là hiếm có. Không phải nó phải bởi là, vì nó là cái người chơi độc đáo thì bởi vì là sẽ đường uốn cây và chi của cây vối như này. Vâng. Chứ đây không là... phải là cây vối mà ai không phải được. Là khai thác nó ở ngoài kia thì không khác. Nói đúng không? Cây này cây làm từ bé này mới có những cái đường này. Cây dâm bụt. Ui rồi phải nói là anh. Đây là cây vối rất quý hiếm nhá, gần như anh khẳng định là số 1 Việt Nam. Đúng thật. Đúng thật, công nhận. Một cây nghệ thuật mà quý vị cảm nhận này. Không hổ danh là cây vối. Đúng là nếu cây vối này là cây vối hiếm thật. Rất rất hiếm. Sắp tới mang đi triển lãm cây vối này đấy anh ơi. Chưa đi bao giờ. Cho mọi người chiêm ngưỡng. Chưa bao giờ mang đi chơi mấy. Còn cái cám thì nó đặc biệt đấy. Dâm thì cây dâm bụt này anh mới quý nhất. Quý nhất. Và để sát nhà thờ. Đâu đây là nhà chơi. À là nhà chi. Dâm bụt hả? Đấy đấy em chi chẳng chẳng. Em thì sau này chẳng chi. Không em nó út không được chi. Một nhà là nhà 200 năm nữa thì là chi. Đây quý vị ngắm cây thị này. Thị này cái bệ cũng ác này. Thị này mà chả ác à? Cái thị đấy phải nói lên cái chất là chất chậu. Vâng ạ, tuổi chậu, đúng rồi, chất chậu, tuổi chậu. Cây thị này. Đây là tuổi chậu của cây thị. Kích thước không nói lên điều gì. Vâng. Ngồi trên cước cũng như này. Cũng như này, cuốn. Thì cây cảnh, kính thưa quý vị là cây cảnh tuổi chậu thì nó giá trị như nào để quý vị hiểu. Đây cũng là cây cảnh nhưng mà trồng ở dưới đất với cây tuổi chậu nó khác nhau hoàn toàn quý vị nhé. Hôm nay đúng là anh em chúng tôi vào thăm vườn anh Tám thì bất ngờ. Cái đấy có quả thôi này. Bất ngờ cái, luôn cái, anh. Cái này là quả. Không nghĩ rằng phải lại có cái vườn đẹp như này. Đây này. Đẹp như này cơ mà. Cũng xứng đáng với lại một chủ tịch của bây giờ. Đây lên xong rồi quay xong chưa? Lên trên vườn nhỏ. Chắc làm cuốn nữa. Đang làm mới. Để em quay, để em quay cẩn thận cho quý vị ngắm như thế này. Đang làm mới cho Chí Linh là anh Tám là chủ tịch hội cây cảnh Côn Sơn. Xứng đáng là xứng đáng là người đầu tàu của anh em ở dưới này anh nhỉ. Ok mình thì chúc anh làm sao là anh em là có dịp về nhà mình chơi và tham quan và giao lưu thì anh thì... rất là qua cái kênh của Huy Bonsai này cũng rất mong anh em là về nhà mình chơi và giao lưu và cũng chúc tất cả các anh em trong làn cây cảnh của Việt Nam mình nói chung mà phải lại nói riêng là chúc anh em sức khỏe. Vâng. Rồi, thì cũng anh là người lãnh đạo mà tâm huyết như này thì em cũng mừng cho các thành viên của trong hội của anh. Rồi. Bởi vì có người đầu tàu mà đam mê như này thì sẽ thổi hồn thổi những cái đam mê cho nhiều anh em khác anh ạ. Rồi. Tuyệt vời lắm anh ạ. Anh và cảm ơn anh và sẽ chúc cho các anh dưới này sẽ đam mê nhiều hơn nữa và sẽ phát triển nền cây cảnh Việt Nam lên một cái tầm cao mới. Quá đẹp. Quý vị nhìn tổng thể một chút xong rồi quan sát Huy anh còn bật mí là anh còn trên kia trên sân thượng còn bằng trăm tác phẩm nữa. Ui giời ơi. Quá là 100 cây bonsai nha quý vị nhé. Quý vị sẽ được mãn nhãn quý vị ạ. Ngắm những vườn cây của anh Tám tại Chí Linh, à Phả Lại, thành phố Chí Linh. Mãn nhãn luôn quý vị ạ. Như lạc vào cái nơi bồng lai tiên cảnh. Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa gửi tới quý vị một rất nhiều tác phẩm quý, tác phẩm đẹp của vườn anh Tám. Đây chỉ là một cái góc của vườn anh thôi quý vị nhé. Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy sẽ xin phép được dừng lời đây để lên trên sân thượng chia sẻ một cái khu chơi bonsai của anh ở trên sân thượng. Em chào các anh nhá. Okay, em chào các anh, chào tất cả các anh và anh em mình lại lên trên để ngắm nhá anh nhá. Vâng ạ.